giới tiền tôn tập 76 Chu Quân Thiên Con người này thực sự quá thần bí Hơn nữa đủ loại chuyện bí mật Đều cùng hắn có quan hệ Điều này thì ý nghĩa chỉ cần dò xét Tin tức liên quan tới hắn Thì đồng nghĩa với biết đủ loại bí mật Từ đó gia tăng hiểu biết với cái thế giới này Tiến tới có thể dùng bản thân Thế giới giao lưu càng sâu hơn Chi tiết người thiên thần tôn Dù sao cũng là người dị vực Cho dù có tu vi cảnh giới thiên quan tầng thứ sáu cũng có không ít kiến thức nhưng hiểu biết của hắn cơ bản đều là tình huống cùng bí mật của dị vực đối với tình huống phương tinh vực này và chu quân thiên cũng không biết nhiều nếu không thì cũng có thể từ nơi đây của hắn lấy được không ít tin tức liên quan tới phương tinh vực của mình nhưng mà lấy được tin tức dị vực đối với thôi hằng mà nói cũng khá là có tác dụng chẳng qua là phải đợi về sau sau khi hắn đi dị vực mới có thể thể hiện ra sau đó hắn lại hướng ngự thiên thần tôn hỏi thăm một ít vấn đề chi tiết về dị vực từ như bố cục địa hình cụ thể của một cái đại thiền thế giới cùng loại đặc tính đại đạo quy tắc những thư này đều có thể giúp hắn hiểu thêm dị vực một bậc vì chuẩn bị thành lập quan hệ giao lưu cùng đại đạo pháp tắc dị vực sau này dị vực trong dáng thiền cung dáng thiền tôn vẫn là lười biếng nằm nghiêng tại trên kế của chính mình hắn hai mắt hơi khép hờ trong tay vương ly rượu Nhâm đi thưởng thức rượu ngon Bỗng nhân cổ tay ngừng lại Dừng mắt nhìn ra phía ngoài Khẽ cười nói Nếu đã tới còn ở bên ngoài làm chi Vừa dứt lời chỉ thấy bên trong cùng điện này Bỗng dưng xuất hiện Một con đường tràn đầy ánh sáng màu tím Một nam tử khôi ngô mặc áo bảo tím Chân đạp con đường ánh sáng màu tím Xuyên qua không gian Chậm rãi đi đến đời đây Giáng thiên rất lâu không gặp Người nam tử khôi ngô này Quan sát giáng thiên tồn một chút Khẽ cười nói bây giờ là lúc đại chiến cuối cùng buông xuống, người lại vẫn nhàn nhãn như vậy. Nếu lần này tới không phải là ta, mà là trung thiên hoặc là vô thiên, người sẽ phải chịu trận nghe nói rông dài. Bọn họ đều rất coi trọng đối với đần quyết chiến cuối cùng này. Cũng không chỉ là trung thiên cùng vô thiên đâu. Giang thiên tôn khẽ cười nói, người để ý trận quyết chiến này cũng không ít đâu. Thạch thiên, trầm thiên, kim thiên, bọn họ đều như vậy, còn ngươi nữa, tử thiên, người cũng không phải vậy sao? Tử Thiên Tôn cười khẽ một tiếng, sau đó rất là tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống. Được rồi, nói chính sự đi. Dị vực bên kia thiền bồn mở lại, điều này cũng là không bình thường rồi. Ý của Trung Thiên cùng Vô Thiên là gì? Giang Thiên Tôn biết Tử Thiên Tôn đã đại biểu hai vị kia tới hỏi tình hình. người chính là thẳng thắn như vậy. Tử Thiên Tôn nghe vậy cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: bọn họ muốn ta hỏi ý của ngươi bây giờ có phải hay không là thời cơ tốt nhất phát động tổng tiến công. Tiếng vực này của chúng ta, địa phương nơi này của chúng ta là cách dị vực gần nhất, cũng là địa phương rõ xét đối với dị vực nhiều nhất. Tình huống bên kia người hiểu được nhiều nhất. Cách thời cơ tốt nhất này, sáng thiên tôn để thi triệu trong tay xuống, đang ngồi ở trên ghế, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngừng trọng, lắc đầu nói. Thật ra thì đã bị mất rồi. Cái gì? Từ thiên tôn cao mày nói, Giáng Thiên, người đây đã có ý gì? Trong mấy chục vạn năm qua, ta không chỉ một lần đói qua tốt nhất, màu sớm phát động tổng tiến công, hoàn toàn hoàn thành gặm nhấm đi. Nhưng các người khăng khăng muốn chuẩn bị thêm một chút. Sang mặt của Giáng Thiên tôn bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Bây giờ gì vực bỗng nhiên phát ra một tên cường giả thần bí đỉnh cao, mà chúng ta đối với hắn không biết gì cả. Bây giờ nào còn có cái gì thời cơ tốt nhất chứ? Không đến độ nghiêm trọng tới mức này đâu. Từ thiên tôn mỉm cười nói Người đây là đang tức giận phải không? Giang <laughs> thiên tôn cười lạnh một tiếng Mấy ngày trước Ta phái người hạ xuống đi dị vực Điều tra sự tình cường giả thần bí Vì lý do an toàn Ta ban cho hắn một cọng tóc Ẩn chứa sức mạnh hình chiếu của ta cái kiềm mặc dù chỉ là một sợi tóc Nhưng dù sao khánh chịu được Tượng hình chiếu của ta Vì năng rốt cuộc có bao nhiêu lớn Người hẳn biết rất rõ Bất kỳ người chưa vượt qua tầng thang trời thứ ba cũng không thể còn sống ở bên dưới uy năng của sợi tóc kia. Nhưng cuối cùng, người kia đối mặt với cái cọng tóc này công kích không những còn sống, còn trực tiếp đem cái cọng tóc này cho hoàn toàn chém chết. Mà ta thậm chí, ngay cả người kia cụ thể dùng thủ đoạn gì đều không cảm giác ra được. Dưới tình huống này, người có thể chắc chắn hắn là thiên quan tầng thứ 10 hay là tầng thứ 11, thậm chí là tầng thứ 12 sao? Hơn nữa, hắn còn có thể chính là người sửa đổi quy tắc thiên giới chỉ môn dị vực. Thực lực vượt qua tầng thăng trời thứ ba, còn có năng lực có thể thay đổi quy tắc thiên giới chỉ môn xuất hiện ở trên người cùng một người. Tử thiên, người nên biết rõ điều này là ý nghĩa như thế nào. Tử thiên tôn thoáng cái liền trầm mặt lại. Hắn hít sâu một hơi, cao mày nói. Ý của người là thiên đình chi chủ thoát khốn sao? Điều này sao có thể được? đây chính là đại trận cấm chế chín người chúng ta hợp lực bố trí đấy. Trước đây có lẽ không cách nào thoát khốn được, nhưng bây giờ thì chưa chắc đâu. Giáng thiên tôn lắc đầu một cái, đi xuống ngai vàng, hư lạnh nói. Năm mươi vạn năm đã qua đi rồi, thiên giới lại xảy ra quá nhiều thay đổi. Ai có thể bảo đảm cái phòng ấn cấm chế kia vẫn vực chắc chứ? Nếu quả như vậy là thật, thì chúng ta đúng là bị mất thời cơ tổng tiến công tốt nhất. Từ thiên thở dài, ngày sau đó lại cười nói chẳng qua thiên đình chi chủ trước đây cũng bị chúng ta hợp lực trấn áp còn như hắn thật thoát khốn rồi chúng ta cũng có thể lại hợp lực đem trấn áp xuống người này chính là thiên đình chi chủ trước đây đã suy đoán tốt nhất sáng thiên tôn vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh lùng nói nếu như hắn không phải là thiên đình chi chủ trước đây liền ý nghĩa hắn có năng lực đem phỏng ấn chúng ta trấn áp thiên đình chi chủ mở ra đến khi đó chúng ta phải đối mặt thì không phải là một cường giả vượt qua tầng thang trời thứ ba, mà là ít nhất là hai cường giả đứng ở cảnh giới thiền bồn cực điểm. Quả thật là như thế. Từ thiên bắt đắc dĩ gật đầu, cuối cùng trầm giọng nói. Vậy ý kiến của ngươi là gì? Sau đó phải làm gì? Ý của ta rất rõ ràng, lập tức phát động tổng tiến công. Sáng thiền tôn bước tới trước cửa cung điện, đón ánh nắng phía trước, trên người giống như là khoác một tầng dáng màu. Chỉ hoãn thời gian càng lâu, đối với chúng ta lại càng bất lợi. Ừ, từ thiên thần tôn gật đầu một cái trầm giọng nói, quả thật là như thế, để trả bầu sớm phát động tổng tiến công, ít nhất hiện tại thiền đỉnh trì chủ còn chưa giải phong đi. Vậy thì chỉ cần đối mặt một cường giả vượt qua tầng thang trời thứ ba. Vốn là khoảng cách tình hồng tai kiếp đến vẫn có một đoạn thời gian, nhưng là từ sau khi thôi hằng bắt ngự thiên thần tôn, các nơi trong thanh hoa vực liên liên tục sinh ra dị tượng, thậm chí đã có quái vật kỳ dị từ dưới lòng đất bò ra, bắt đầu tàn sát sinh linh chung quanh. Mặc dù những dị tượng này chỉ là tình huống một khu vực cá biệt, còn chưa hình thành tai kiếp quỷ bổ hóa, nhưng loại tình huống này đã hết sức rõ ràng, tai kiếp buông xuống. Tất cả mọi người đều đã biết, tai kiếp kinh khủng sắp quét ngang toàn bộ thành thiên châu đã bắt đầu xuất hiện ở thanh hoa vực. Tinh hồng tai kiếp sẽ không chỉ có tồn tại ở điển tịch cùng trong truyền thuyết, sẽ thật sự hạ xuống thế gian tổng đàn của Hoàng Thiên Giáo. Bùi Thanh Thư thân là giáo chủ, mới vừa kết thúc một tràng tuyên giáo, trấn an nội tâm hốt hoảng của giáo chúng, cũng cùng lúc phát triển phạm vi phòng vệ, cam kết sẽ trợ giúp từng giáo chúng một vượt qua tinh hồng tai kiếp đáng sợ kia. Hôm nay, giữa tiền địa dị tượng liên tục, các nơi đã có sinh tình quỷ dị từ dưới lòng đất bò ra ngoài. Điều này khiến tâm tình khủng hoảng của mọi người ngừng tụ tới cực điểm. Thoáng cái, liền để cho số lượng tín đồ hoàng thiên giáo tăng vọt trọng trách trên vai bụi thanh thư cũng nặng hơn rất nhiều mưa gió sắp đến rồi bụi thanh thư đứng ở trên một chỗ đài cao trong giáo ở chỗ này có thể nhìn ra xa đến hoang nguyên xa xa thợ giải nói thanh thạch hoang nguyên là cổ chiến trường mai táng qua vô số cường giả nếu tinh hồng tai kiếp lan tràn tới đây sẽ là một cuộc ác chiến có hoàng thiên tôn thần ở đây hắn đã không cần lo đâu lý minh thành đứng ở một bên mỉm cười nói tôn thần có thực lực thiên quan tầng thứ sáu ở thiên giới hôm nay cũng là cường giả cấp giáo chủ đứng đầu nhất không đủ bùi thanh thư lắc đầu nói lực lượng của hắn đã bao phủ mỗi một địa phương có giáo chúng trong thành hòa vực chủ yếu dùng để trấn áp sinh linh quỷ dị vượt qua cảnh giới thiên thần đây là một đại công trình cũng cần chờ thời khắc tập trung tình lực lại cho nên những sinh linh quỷ dị tầng thứ thấp như thiên thần thần linh kia đều cần chúng ta tự mình đi ứng đối như kết quả thật sẽ là một cuộc ác chiến. Lý Minh Thành gật đầu một cái, thần sắc trở nên gương trọng trầm giọng nói. Vậy thổ tiền bối bên kia thì sao? Ở trước khi những cường giả đỉnh cao phủ xuống, sư tôn đều khả năng sẽ không xuất thủ đâu. Bùi thanh thư khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía phương hướng đồ thành mộc quốc. Hơn nữa bây giờ, còn chẳng qua là khúc nhạc dạo của đại kiếp, còn không phải là thời điểm đại kiếp phủ xuống đâu. Trình độ như vậy, tự chúng ta cũng có thể đối phó, trời đám cương giả đỉnh cao của dị vực hạ xuống thời điểm đại kiếp hoàn toàn phủ xuống sư tôn hẳn là mới có thể triển khai một kích lôi đình hoàn toàn tiêu diệt hết thảy đem cưng giả dị vực một lưới bắt hết chắc chỉ có thôi tiền bối có thực lực này thôi lý minh thành thở dài nói giáo chủ tình huống khẩn cấp vừa lúc đó có thanh âm tràn đầy vội vàng từ bên ngoài truyền tới ngày sau đó chỉ thêm một bóng người vội vội vàng vàng mà chạy tới hành lễ nói giáo chủ Hoàng Nguyên phía Bắc có biến, có sinh tình quỷ dị từ lòng đất bò ra ngoài. Ta biết rồi. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái, nói với Lý Minh Thành bên cạnh. Đi thôi, chúng ta nên xuất lực rồi. Ừ, đi thôi. Lý Minh Thành nghiêm túc gật đầu, trầm giọng nói. Đi gặp gỡ một lần những sinh linh quỷ dị bò ra trong cổ chiến trường này đi. Toàn bộ thanh thạch Hoàng Nguyên đều là một chỗ cổ chiến trường. Ngay đầu nền điên đại rất xưa khi trước, ở một cái thời đại so với viễn cổ con càng cổ xưa hơn đã từng có đại giáo tối cao bị tiêu diệt ở chỗ này vô số cường giả đổ máu ở chỗ này vì vậy nơi này mai táng không biết bao nhiêu hải cốt cổ xưa từ tầng thứ 9 cảnh tiền giới tầm thường đến tầng thứ thiên môn bởi hai quan cường đại cần thiên môn một cái cảnh giới đều có nhưng bởi vì niên đại vô cùng xa xưa cùng với thiên địa quy tắc thay đổi rất nhiều hải cốt thật ra thì đã bị tiêu diệt hoàn toàn dưới tình huống bình thường coi như là đem thổ địa nơi này đều đào bới ra cũng sẽ không phát hiện bao nhiêu hải cốt nên không cách nào dùng loại phương thức này tới phòng ngừa tinh hồng tai kiếp bùng đổ nhưng sau khi tinh hồng tai kiếp lan tràn tới đây vô số hải cốt thật giống như là từ quá khứ xa xôi trước kia trở về lần nữa ngưng tụ thành hình thể từ dưới lên mà phá vỡ thổ địa hiện ra thế gian bây giờ chính là cái tình huống này đây ở phía bắc hoàng nguyên Thổ địa rộng lớn nứt ra từng tấc, từng tấc một. Mặt đất sụp đổ xuống phía dưới. Từng cái hầm động xuất hiện. Sinh linh tràn đầy khí thức quỷ dị, chậm rãi bỏ ra từ bên trong. Những sinh linh quỷ dị này, tất cả đều là bộ dáng thi thể. Chúng đã duy trì bộ dáng trước khi chết của chính mình. Có toàn thân chỉ còn lại xương cốt. Còn có chính đạt trong xương cốt. Còn có chút máu thịt cùng đội tạng, nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng bất luận là máu thịt hay là xương cốt, phía trên đều tản ra ký tức pháp lý đạo vận cường đại chẳng qua là cỗ lực lượng này đã bị ánh sáng đỏ thắm sầm nhiễm trở nên vô cùng hùng bạo lần này người phụ trách dò xét khu vực này là ngô thành ở dưới sự trợ giúp của bùi thanh thư hắn đã thành công bước chân vào cảnh giới khác đạo thân là lĩnh đội điều tra tình huống hoan nguyên phía bắc lại không nghĩ rằng mới vừa đến bên này điền gặp tài kiếp khủng bố cũng may những sinh tình quỷ dị bỏ ra từ dưới đất này cũng chỉ là tương đối sở cấp, thực lực chỉ ở khoảng tầng thứ vu văn. Ngô Thành cùng những người hắn mang tới này còn có thể ứng phó được. Nhưng chỉ cần một lúc sau, nhất định sẽ có sinh tình quỷ dị càng cương đại hơn xuất hiện. Vậy thì không phải là bọn họ có thể ứng đối được. Hơn nữa, những sinh linh quỷ dị này còn có đặc tính bất tử hết sức rõ ràng. Coi như đã đem chúng đó đánh cho nát bấy, cũng sẽ rất nhanh, lần nữa tụ hợp lại với nhau, giết cũng đã giết không xong. Ngô Thành dùng một quyền đập vỡ một sinh linh quỷ dị nhào tới mà giống to. Có trở về thông báo giáo chủ hay không đây? Những quái vật này càng ngày càng nhiều. Người ở bên cạnh hắn vội vàng gật đầu nói. Đã thông báo rồi, giáo chủ hành là rất nhanh sẽ tới thôi. Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt. Ngô Thành thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía sinh linh quỷ dị, lít nhà đít nhít phía trước xa xa. Còn có càng nhiều quái vật hơn không ngừng từ dưới đất bò ra ngoài. Chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu đây con mẹ đó căn bản đã giết không xong mà lúc này nếu là ở trời cao nhìn xuống phía dưới liền có thể thấy trên mảnh hoàng nguyên rộng lớn này đang có vô số điểm màu đỏ thắm ở khắp nơi rong ruổi hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều tựa như là một đợt sóng màu đỏ to lớn trào ra từ dưới đất không ngừng cọ rửa mảnh hoàng nguyên này như là muốn đem hết thảy đều hủy diệt đám người ngô thanh ngăn đập phía trước thủy triều to lớn này giống như là một bức tường xếp thành ngăn đại hồng thủy cuồn cuộn mênh mông lộ ra vô cùng nhỏ bé nhỏ nhặt không đáng kể gì nhưng ở phía sau của mảnh sóng triều bào đỏ thám này lại có một khu vực chân không tất cả sinh linh quỷ dị đều tự đi vòng qua khu vực này tạo thành một cái lỗ hồng chu vi mấy dặm mặt đất của mảnh khu vực trống không này cũng đã sụp đổ bên trong đại đàm một cái bộ huyệt to lớn hầm động sụp đổ xa thẳng tới mộ thất trung ương nhất một cái quan tài đồng dài tới bởi trượng, rộng khoảng ba trượng, lặng lặng nằm ở nơi đó. Thật giống như là từ niên đại rất xưa lúc trước đã bị chôn vùi ở chỗ này rồi, tuyên cổ bất biến. Cùng lúc đó, trong lòng vùi thành thư đang nhanh chóng chạy tới nơi đây, bỗng nhiên cảnh giác tại thịnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, kinh kỳ nói, bên kia có cái gì? Tình huống tương tự với bắc bộ thành thạch hoàng nguyên đang phát sinh ở các địa phương thanh hoa vực. Cũng may, có cần giả hoàng thiền giáo tiến hành ngăn cản. Nếu không, ở khi tai kiếp đời này mới vừa bùng nổ, sẽ có không biết bao nhiêu sinh linh chết không có chỗ chôn. Mà ở ngoài thanh hoa vực cũng xuất hiện tình hình tương tự. Tinh hồng tai kiếp bắt đầu lan tràn ra phía bên ngoài. Điều này làm cho người ở mấy vực xung quanh cảm thụ nguy cơ cực kỳ lớn. Ở chỗ giáp giới giữa thanh hoa vực và liền thường vực, có một toàn núi to cao hơn bởi vạn trượng, đứng ở trên đỉnh núi trông về phía xa có thể thấy giải đất hoàng nguyên mênh mông của thanh hoa vực này Lúc này Có hai người thanh niên trẻ Đứng ở đỉnh tòa núi to này Còn họ nhìn qua đều chỉ có bộ dạng hơn 20 tuổi Đang dõi mắt trông về phía xa Nhìn phương hướng thanh hoa vực Lần này tinh hồng tai kiếp Bùng nổ không giống với thường ngày Thanh thấy cùng uy năng Đều phải mạnh mẽ hơn nhiều Chuyện này ý nghĩa là tinh hồng đại kiếp Phía sau cũng sẽ mạnh mẽ hơn Dị vực chỉ sợ Đã chờ không kịp rồi nó chừng là muốn trong lần tinh hồng đại kiếp này hoàn toàn hoàn thành gặm nhấm đối với thiên giới. Lúc trước ta còn có lấy được tin tức, nói trường sinh thần Sơn cùng không ít đại giáo đều bị thu mua, muốn ở bên trong lần đại kiếp nạn này bày công vĩnh hằng viện ta. Một đám tay sai dị vực không biết sống chết, nhưng thực lực của bọn họ đã không yếu, quả thật không thể không phòng bị. Chẳng qua trường sinh thần Sơn tựa như có lẽ đã bị diệt rồi. Bên trong thanh hoa vực này có cao nhân đấy, đang muốn đi viếng thăm một phen nếu như dị vực thật sự muốn ồ ạt xâm chiếm tiền giới bên trong lần tinh không đại kiếp này thì chúng ta nhất định phải liên hợp tất cả lực lượng có thể liên hợp cựu thiên dị vực thực lực quá mạnh mẽ chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức vẫn là hy vọng kế hoạch của bọn người sư tôn có thể thành công chỉ cần có thể giải khai phong ấn cho viễn cổ thiên đình tri chủ phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều không sai chẳng qua lấy cảnh giới của người và ta thì còn không đủ để tiếp cận đến phương diện này. Vẫn đã trước khi đi thành hòa vực một chuyến, gặp vị cao nhân kia một lần đi. Dâm dâm. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa nổ tung ở phía bắc thanh thạch hoàng nguyên. Đất đai cùng đồi núi bên trong chu vi bấy vạn dặm đều rung chấn kịch liệt. Áng mây trên bầu trời cũng theo đó cuộn trào chớp tắt, dị tượng liên tục. Nhưng bất luận là người nghe được cái tiếng nổ này hay là cảm nhận được rung chấn kịch liệt này, hoặc là thấy được áng mây chớp tắt đều không có sợ hãi chút nào, trái lại là vô cùng kinh hỉ. Bùi Thanh Thư đang xuất thủ. Khi đám người cô thành đối mặt sinh tình quỷ dị lít nhà lít chít này, lúc nội tâm gần như tuyệt vọng, Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Thành chạy tới nơi này. Hắn trực tiếp đứng trên hư không đánh ra một quyền, chính là oai phong chấn động thiên địa sơn hà. Bên trong thiên giới pháp tắc nghiêm mật, không gian vững chắc, vật chất cũng càng thêm vững chắc. Để tù vị tương đương với thiên giới mắt cảnh của Bùi Thanh Thư bây giờ ra một quyền chấn động mấy vạn dặm không sai biệt lắm đã dùng hết ba thành sức mạnh nhưng cho dù chỉ đạo uy năng như vậy cũng trong nháy mắt đem đám sinh linh quỷ dị này mãnh liệt quét sạch sành xanh, xanh ở cùng lúc khi tiếng đổ vang đình tai những óc này vang lên khắp đất trời bên trong chu vi mấy vạn dặm chỉ cần là sinh linh bị sức mạnh dị vực xâm nhiễm toàn bộ đều ở bên dưới một quyền này tan thành mây khói không còn tồn tại chỉ để lại từng đạo vết rách to lớn cùng với một cái hố sâu khổng lồ, bán kính vượt qua trăm dặm, thật là giống như có một ngôi sao rơi vào nơi này vậy. Công kích giống như thiên thần giáng thế, trực tiếp cứu vớt đám người ngô thành đã lâm vào khổ chiến, để cho bọn họ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt, được cứu rồi, giáo chủ ủy vũ. Giáo chủ đến rồi, chúng ta được cứu rồi, những sinh tình quỷ dị này toàn bộ đều phải chết hết. Cùng ngành giáo chủ, cùng ngành giáo chủ, tất cả mọi người đều không nhịn được hoàn hồ đệt, hết sức phấn khởi nhìn chung quanh, trong lòng hơi có mấy phần cảm giác sống sót sau tai nạn. Trong biểu cảm trên mặt Ngô Thành vẫn như cũ hết sức ngưng trọng, không có chút nào buông đỏng cả. Hắn tiến tới bên người bùi thanh thư, chỉ vào phía trước đã kinh biến đến bức trống rỗng trầm giọng nói. Giáo chủ coi chừng, những sinh linh quỷ dị này hết sức là cổ quái, coi như là bị đánh cho nát bấy cũng sẽ tụ hợp sống lại đấy. Ta biết chứ. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, trầm giọng nói. Những sinh linh quỷ dị này có một ngọn nguồn sức mạnh, nếu như không đem tiêu diệt mà nói, sợ rằng sẽ một bực sống dậy đấy. Vừa nói xong, hắn hướng Lý Minh Thành bên cạnh nói tiếp. Minh Thành, chúng ta chia nhau hành động, tìm ngọn nguồn sức mạnh của những sinh linh quỷ dị này, sau đó hợp lực đem chúng tiêu diệt đi. Được rồi. Lý Minh Thành lúc này gật đầu nói, đúng là nên làm như thế. Sau đó, hai người liền phi thân lên, dọc theo hai cái hướng ngược nhau, bắt đầu tìm gọn nguồn sức mạnh của những sinh linh quỷ dị này. Cùng lúc đó, trong hoàng nguyên mới vừa bị thanh trừ sạch sẽ, vô số sinh linh quỷ dị bắt đầu lần nữa ngưng tụ thành hình thể, trên người lần nữa tản ra khí tức sức mạnh cuồng bạo hỗn loạn. Chỉ trong chớp mắt, liền lại có vài chục vạn con sinh linh quỷ dị đoàn tụ hình thể. Tiếp theo sau đó quyền sống chết, hướng bốn phường tam hướng tiến hành đánh tới. Chuyện này nhất thời liên để cho đám người Ngô Thành kinh hãi không thôi. Bọn họ đều không nghĩ tới cái tình huống này. Những thứ sinh linh quỷ dị này đều chết dưới tay bụi thành thư, lại cũng có thể lần nữa ngừng tụ lại. Thậm chí ngay cả sức mạnh của thần linh đều không cách nào đem chúng đó hoàn toàn giết chết sao. Đây không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Hơn nữa, những thứ sinh linh quỷ dị mới vướng ngưng tụ này dường như cường đại hơn. Ở trong quá trình lần nữa ngưng tụ, chúng nó cũng là cần vật chất làm vật trung gian sự chiếc con đã hấp thu không ít năng lượng tự do trong thiên địa, đem chuyển hóa thành ánh sáng màu đỏ thắm. Khi thức dị vực cường đại ở trên những sinh vật quỷ dị này hiện hiện ra, để cho thân thể của chúng đó trở nên càng kiên cố hơn, sức mạnh cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng ở bên dưới cảnh giới chênh lệch to lớn, chút tăng trưởng cường độ này đối với Bùi Thanh tư cùng Lý Minh Thành mà nói, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, vẫn đạt tiêu chuẩn có thể tiện tay diệt hết. Vì vậy tương lai, hai người phân ra ở trên trời từng người ở phương hướng bất đồng ra tay trong nháy mắt liền lại đem cái khu vực chủ vì mấy vạn dặm này thanh trừ tiếp lần nữa để cho những sinh linh quỷ dị kia tan thành mây khói hơn nữa lần này ra tay cũng để cho bọn họ phát hiện con cuốn sức mạnh của những sinh linh quỷ dị này càng là một tòa phần bộ mài táng dưới đất chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ở bên trong phần bộ này lại có số lớn kết tình màu đỏ thắm vô cùng tinh mỹ bên trong gừng kết ánh sáng đỏ thắm cực độ đậm đà còn tàn ra một cỗ khí tức làm cho lòng người quýnh lên cho dù là như vậy cũng để cho bùi thanh thư cũng cảm giác có chút sợ hết hồn hết vía hắn ở trên trời mắt nhìn xuống cái ngôi mộ xa xa phía dưới biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc cũng vô cùng ngưng trọng thật ra thì ngay tại khi hắn chạy tới nơi đây trong lòng điền hiện đến cảm giác tương tự chỉ có điều khi đó có mà tìm tới nguyên nhân. Thứ lúc trước để cho ta cảm thấy quýnh lên chính là chỗ này sao? Ánh mắt của bùi thanh Thư ngưng trọng, mắt lại nhìn xuống cái phần bộ này, sau đó chậm rãi nhìn xuống phía dưới, đứng ở bên biên giới mặt đất sụp đổ, bắt đầu khoảng cách gần nhìn bộ quan tài đồng bên trong kia. Lại là một chỗ bộ huyệt sao? Lý Minh Thành cũng cảm giác được biến hóa bên này, vội vàng cũng bay tới, đứng ở bên người bùi thanh thư. Chẳng qua hắn vừa nhìn thấy cái quan tài đồng trong huyệt mộ phía dưới liền ngây ngẩn ra cũng nhíu mày như là nghĩ tới điều gì sau khi suy tư chốc lát thì nói ta Dông như đã gặp hoa văn trên quan tài đồng này đúng chính là ở trên người quang ảnh đạo thần đó cái gì bùi thanh thương nghe vậy ngạc nhiên nhìn về phía lý minh thành kinh ngạc nói hoa văn trên quan tài đồng này cùng hoa văn trên người quang ảnh đạo thần như nhau sao đi minh thành sở dĩ có thể đi tới thiên giới chúng ta bởi vì gặp quang ảnh tự xưng là đạo thần cũng vị đối phương tặng cho một món bảo vật lúc này mới có thể ở dưới tình huống tiền giới chỉ bồn khép kín thuận lợi vượt giới không sai đâu lý minh thành gật đầu một cái trịnh trọng nghiêm túc nói thời đó việc trải qua ta nhớ được vô cùng rõ ràng mới vừa rồi ta cũng đạp đi đạp lại xác nhận mấy lần hoa văn trên quan tài đồng này chính là cùng hoa văn trên quang ảnh đạo thần giống như nhau chẳng qua hoa văn trên quan tài đồng này càng đơn giản hơn một chút, không có hoàn thiện như là hoa văn lưu truyền trên người quang ảnh đạo thân, cũng không có rõ ràng như vậy, nhưng nhất định là một loại không có sai. Sư tôn đối với chuyện đạo thần vô cùng để ý, thân sắc của Bùi Thanh Thư trở nên cương trọng hơn, ánh mắt nhìn chăm chú quan tài đồng phía dưới, trầm giọng nói: "Chúng ta trước hết thì pháp đem phong ấn mang về cho sư tôn xem qua một chút." Đúng là nên như thế. Lý Minh Thành gật đầu đồng ý rồi nói, có lẽ như vậy cũng có thể trở thành một trong những chuyển cơ giải quyết tình hồng đại kiếp giúp cho chúng ta bây giờ động thủ thôi. Đúng rồi. Bùi thanh thư gật đầu một cái liền bắt đầu vận chuyển đạo lực trong cơ thể muốn đem cái quan tài đồng này bao trùm nhiếp trong bộ huyệt. Nhưng trong nháy mắt ngay khi hai người thi triển lực lượng toa bộ huyệt này bỗng nhiên bắt đầu rung động kịch liệt mặt đất tiếp đó sụp đổ bên trong quan tài đồng lại toát ra ánh sáng vạn trượng. Dầm nắp quan tài trực tiếp lật ngược ra. Đường theo tia sáng vạn trượng bắn ra, một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố trong nháy mắt từ dưới đất vọt tới. Tật bệnh, tử vong, giả dạ yếu các loại lực lượng mặt trái cần thiên thiên cuồng hiện ra. Chúng nó trộn lẫn ở trong ánh sáng dị vực màu đỏ thắm, đem nó nhuộm thêm vài phần màu sắc đen nhánh. Cùng lúc đó, toàn bộ bầu trời thanh hoa vực đều biến thành một mảnh màu xám đen. Sông biển nhanh chóng cạn kiệt, đất đai rạn nứt từng khúc, núi cao rắn nứt bể tan thành ngay cả pháp tác đạo vận vô hình đều bắt đầu trở nên tràn đầy bệnh hoạn phảng phất toàn bộ thiên địa đều nhiễm bệnh nặng ngay cả pháp tác đạo vận thiên địa vạn vật đều biến thành như vậy sinh kinh bên trong thanh hoa vực là tình trạng gì tự nhiên có thể tưởng tượng ra được một loại bệnh tật vô hình trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ thanh hoa vực toàn thân bắt đầu nóng lên sức mạnh trong cơ thể tán loạn toàn thân đều trở nên suy yếu bắt đầu ho kịch liệt trong cổ họng phẳng phất giống như lửa thiêu, triệu chứng vô cùng mãnh liệt, nhưng lại hoàn toàn không có khởi nguồn nhiễm bệnh. Bất luận là người bình thường tu vi tầm thường hay là thần linh tu luyện thành công, hoặc là cương giả thiên quan dung hợp đặc tính thiên môn, tất cả đều dính vào loại bệnh tật quỷ dị này. Hơn nữa, người tu vi cảnh giới càng cao, phản ứng sau khi nhiễm bệnh lại càng nặng. Có một vài cương giả vượt qua tầng thang trời thứ nhất, vốn đang bế quan, đột nhiên trong lúc nhiễm bệnh, lực lượng trong cơ thể lại trực tiếp nổ tung, suy chút nữa đâm vào tình cảnh tàu hỏa nhập ma. Từng loại dị trạng này đều là tình huống phát sinh từ sau khi quan tài đồng trong phần bộ này chợt mở ra. Ngăn ngồi trong mấy hơi thở thôi, gọi là kinh thiên động địa rồi. Thân là nhân chứng thứ nhất, đứng ở bên ngoài bộ huyệt, tận mắt thấy quan tài đồng mở ra, cùng với ánh sáng phản trượng ré ra. Bùi thanh thư cùng với Lý Minh Thành, tự nhiên cũng bị cái cỗ sức mạnh bệnh tật quỷ dị kiệt xâm nhiễm chỉ trong nháy mắt phòng ngự thân thể của bọn họ liền bị công phá. Lực lượng trong cơ thể hoàn toàn không cách nào ngăn cản luồng khí bệnh này tập kích được, trực tiếp liền điểm phải loại chứng bệnh quỷ dị này. Mùi thanh thư ho khăn, sắc mặt tại biến, toát ra bộ hồi lạnh. Hắn cảm giác cổ họng của mình đau nhức vô cùng, phổi càng đã giống như lửa đốt. Đặc tính vạn đạo pháp thể lại hoàn toàn bị loại bệnh này áp chế. Càng người đều trở nên vô cùng yếu nhược, ngay cả đứng cũng không có vững, ôm um. một cơn giả thực lực giống như là chư thiên trì chủ như bùi thanh thư lại trực tiếp đứng không vững tê liệt ngã ngồi trên mặt đất sang mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy ngay cả thân thể cũng bởi vì cực độ suy yếu trở nên run rẩy thanh thư lý minh thành cả kinh thất sắc cố gắng đi đỡ bùi thanh thư nhưng hắn mới vừa dị động một cái liền lao đảo một cái ngã ầm trên mặt đất lại cũng không cách nào đứng lên được hắn cũng bị loại khí bệnh kinh khủng này xâm nhiễm cơ thể nhiễm phải bệnh trạng vô cùng nghiêm trọng thậm chí còn che phủ cảm giác của hắn để cho hắn không cách nào phán đoán chính xác trạng thái của cơ thể mình chuyện gì đã xảy ra thế này đây là cái gì bùi thanh thư không thể tin ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy luồng ánh sáng đỏ thắm mang theo mấy phần màu đen kia đã hoàn toàn che đậy bầu trời phảng phất như đem tất cả thế giới đều biến thành như vậy giống như ngày tận thế phủ xuống lúc này sức mạnh ẩn chứa trong ánh sáng đỏ thắm mạnh mẽ quá đáng rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi tình hồng tai kiếp bình thường. luôn khí bệnh dịch này cực kỳ kinh khủng, quá mức quỷ dị, coi như là cường giả thiên quan, hơn phần nửa đều không cách nào ngăn cản được. Bên trong quan tài đồng kia đến tột cung là chôn cách gì? Lý Bình Thành cũng kinh hãi không thôi mà nhìn bầu trời lẩm bẩm nói. Hoa văn trên quan tài này cùng đạo thần liên quan. Cái này cùng đạo thần có quan hệ gì? Đúng, đúng. Vào lúc này, bầu trời đã bị hoàn toàn nhuộm thành bầu đỏ thắm lóe đến ánh chớp đèn nhánh sau khi mỗi một tia sấm sét lóe lên cũng sẽ để cho khí bệnh tràn ngập trong thiên địa trở nên càng mạnh mẽ hơn người đã nhiễm bệnh cũng đều cảm giác được chứng bệnh của bản thân trở nên càng nghiêm trọng hơn ngay tại lúc nội tâm bùi thanh thư cùng lý minh thành sợ hãi thậm chí có chút tuyệt vọng bỗng nhiên có một đạo ánh sáng bầu vàng từ phương hướng bộc quốc đô thành vượt không trung và tới trong nháy mắt liền bao phủ cái thanh hoa vực này bằng khi bệnh ẩn chứa bên trong ánh sáng đỏ thắm kia ngăn cách ra bên ngoài cùng lúc đó giọt mưa màu vàng từ trên trời rơi đi tách xuống rơi vào bên trên người từng sinh linh cũng rơi vào bên trên mỗi một tấc đất thành hoa vực núi cao lúc trước rạn nứt bể tan thành lần nữa ngừng tụ lại đất đai nứt vỡ đều nhanh chóng trở về hình dạng ban đầu sông lớn đã cạn kiệt cũng lần nữa tràn đầy sinh cơ ngay cả pháp tác đạo vận tràn đầy bệnh trạng cũng đều trở nên bình thường hơn. Cơn mưa trào khi trời hạn này liền phảng phất là linh dược vạn năng, đem thiên địa bị bệnh giai đoạn cuối này chữa trị cho hết, dù tan tất cả chứng bệnh. Bùi thanh thư cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong trận mưa này, nhất thấy vui mừng vạn phần, cười lớn. <cười> là sư tôn, sư tôn xuất thủ, đã tạ sư tôn. Lý Minh Thành chính là vô cùng thán phục mà cảm thụ biến hóa trong thiên địa, một bậc cùng kính hướng phương hướng vào quốc đô thành hành lễ Đã tạ tiền bối ra tay giúp đỡ ong 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 ở thời điểm tất cả mọi người nơi đây đều cảm thấy vạn phận vui mừng phía dưới mộ huyệt lại truyền tới từng trận âm thanh rùng chấn là tòa quan tài đồng kia đang chấn động bùi thanh thư cùng lý minh thành nhất thời giật mình một cái nụ cười trên mặt đều cứng đơ Ngày sau đó quan tài đồng bên trong mộ huyệt phía dưới liền truyền đến một trận tiếng gào tràn đầy oán niệm thề lương ta vô tội ta vô tội, ta vô tội. Ở trong một mảnh đối rừng khu vực Đông Bắc thành Hòa Vực, hai cả thanh niên trẻ đang đuổi theo mưa trào màu vàng, hận không thể đem mỗi một giọt mưa trào đều nuốt vào trong miệng. Hai người này chính là đệ tử Vĩnh Hằng Viện, lúc trước ở bên ngoài thanh Hòa Vực nhìn về. Một người trong đó tên là Thang Tuyền, một người khác tên là Tử Trương, đều là chấp sự bộ đường Vĩnh Hằng Viện, có thực lực thiên quan tầng thứ tư, đã vượt qua tầng thang trời thứ nhất, thực lực vô cùng cường đại vốn là bọn họ tới thanh hoa vực vì muốn gặp vị cao nhân tiêu diệt trường sinh thần sơn kia một lần lại không nghĩ rằng mới vừa tiến nhập địa phương thanh hoa vực liền gặp thiên địa dị tượng kinh khủng như thế khi bệnh cực kỳ đậm đà đem bọn họ bao phủ lại xuyên qua bên đặc tính sức mạnh của thiên môn trong cơ thể của bọn họ mang chứng bệnh quỷ dị bám vào ở trên người của bọn họ chứng bệnh thiên quan tầng thứ tư nhiễm phải so với tầng thứ thiên thần thần linh mạnh hơn nhiều lắm vì vậy ở sau khi dính chứng bệnh này, bọn họ trực tiếp tiền từ trên trời rơi vào bên trong mảnh đối trường này. Ngay cả đi bộ đều trở nên cực kỳ khó khăn. Thậm chí cảm giác mình tùy thời đều có thể chết đi. Loại cảm giác này quá đáng sợ, hơn nữa cũng vô cùng ly kỳ. Cường giả vượt qua tầng thang trời thứ nhất, đã tới thiên quan tầng thứ tư, chấp sự bộ đường của bất hủ đạo thống vĩnh hằng viện, lại sẽ không giải thích được bị bệnh mà chết, thật là không thể tưởng tượng ra nổi mà. Nhưng bất luận bọn họ không thể nào tiếp thu được loại tình huống này ra sao. Trạng thái bệnh nặng quấn thân, tùy thời đều có thể bệnh chết, đã là thực tế. Bọn họ chỉ có thể dốc hết toàn lực, duy trì sinh cơ của mình, kéo dài thời gian hơi tàn. Cũng may không bao lâu sau, kinh nghiệm chứng bệnh này, trên trời điền giáng xuống cam lộ, chữa khỏi tất cả chứng bệnh trên người bọn họ, để cho hai người giành đấy tần sinh. Hơn nữa, bọn họ còn cảm giác bên trong bữa trà bầu vàng này ẩn chứa sức mạnh pháp tắc cực kỳ huyền diệu lại có thể tăng cường đặc tính sức mạnh của thiên môn. Tắm mưa tràm bầu vàng Liệu có thể tăng lên tu vi cảnh giới của bọn họ, thật sự là quá thần kỳ. Nhưng mưa tràm bầu vàng này cũng không phải là vô cùng vô tận, cho đến sau khi núi đồi cây cối chung quanh đều trở về hình dáng ban đầu, mưa tràm bầu vàng cũng sẽ không rơi xuống nữa. Hai người thang tuyền cùng từ trương cũng rốt cuộc bình tĩnh lại. Sau khi nhìn ánh sáng kìm sắc bao phủ bầu trời, hơi an tâm một chút, bắt đầu nhìn kỹ tình trạng thân thể của mình. Hoàn toàn bình phục, chứng bệnh đã hoàn toàn chữa trị rồi. Mưa tràm bầu vang mới vừa rồi kia quá thần kỳ, đơn giản là thứ chữa trị phép tắc. Mưa tràm bầu vang kia nhất định là do cao nhân đang thi triển thủ đoạn thần diệu. Phòng trường chính là vị cao nhân đem trường sinh thần sơn tiêu diệt đi. Đây là đối với chúng ta có ẩn cứu mạng đấy. Hai người đều nhìn về phương hướng đồ thành mộc quốc. Trong nội tâm tràn đầy lòng cảm kích, khi bệnh kia trước thật là quá kinh khủng đi. Nếu như không phải là mưa rào màu vàng này xuất hiện, bọn họ cảm giác mình khả năng đều phải bệnh chết ở chỗ này rồi. Chúng ta gắng qua nhanh đi thôi. Thang Tuyền vẻ mặt nghiêm túc nói. Theo khi bệnh mới vừa rồi bùng nổ đến và xem, lần tinh hồng tai kiếp này sợ đang không giống với tầm thường rồi. Ừ, là nên gắng qua nhanh thì thôi. Từ chương gật đầu một cái, lại nói tiếp. Chẳng qua, ta trai lại thật ra là cảm thấy quan hệ giữa khí bệnh này cùng với tinh hồng tai kiếp khả năng là không lớn. Bây vừa rồi ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cái khí bệnh đặc thù này cùng với một vị cường giả cổ xưa có liên quan, mà bộ huyệt của vị cường giả kia nghe đôn ngay tại bên trong thành hoa vực. Cường giả cổ xưa, Mộ huyệt ở thành hoa vực sao? Tăng tuấn nghe vậy thì sững sờ. ngay sau đó, hắn như là nghĩ tới điều gì, nhất thời trận to hai mắt mà kinh hồ. Người nói đúng lắm, ôn dịch bộ trí tôn Lữ Thành Trúc ở thời đại viễn cổ thiên đình gặp phải thiên tru phải không? Không sai. Từ chân gật đầu trầm giọng nói, nghe đồn ở thời đại viễn cổ thiên đình, thần là một trong sáu vị thần tôn của lục bộ thiên thần cung. Ôn bộ trí tôn Lữ Thành Trúc phạm vào tội lớn ngút trời, bị thiên đình chi chủ lấy thiên tru trị tội. Sau đó chẳng biết tại sao, thiên đình chi chủ lại cho vị ôn bộ trí tôn này sửa lại án xử sai, không có phục vụ địa vị của nàng lúc còn sống còn đem nàng an táng ở bên trong thanh hoa vực thành thiên châu ngược lại thì lục bộ thiên thần cùng trước kia chưa bị trị tội ở sau khi lữ thành trúc bị sửa lại án xử sai liền bị thiên đình chỉ chủ thành toán cuối cùng bị giáng chức xuống nhân gian người vừa nói như thế ta cũng nhớ ra uy năng loại khí bệnh này quả thật chính là sức mạnh của ôn bộ rồi trên mặt thăng tuyền lộ ra vẻ mặt kinh nghi bất định trong thành hòa vực này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? lại xuất hiện sức mạnh cổ xưa như vậy. Chúng ta có nên về trong viện trước, mang chuyện đời đầy báo lên cho viện chủ không? Từ trường trầm ngâm rồi nói, không thể cứ như vậy mà đi ra rồi. Thăng Tuyên lắc đầu nói, nơi này, vị cao nhân kiến đối với chúng ta, có ân cứu mạng, làm sao có thể chuồn mất như vậy? Chúng ta phải lưu lại trợ giúp cho hắn. Mặc dù cảnh giới của chúng ta không đủ cao, nhưng thực lực cũng không đủ. Nhưng chúng ta, dù sao đến từ vĩnh hằng viện biết được không ít bí mật cổ đại có lẽ cũng có thể phát huy được một chút tác dụng đúng là như vậy từ chân nghe vậy gật đầu một cái rồi nói ân cứu mạng vẫn đã phải báo đáp chúng ta theo lý nên đem hết toàn lực trợ giúp vị cao nhân này đi thôi đi thôi thăng tuyền trầm giọng nói vu vu ngay tại lúc hai người chuẩn bị tiếp tục đi đâu thành mộc quốc thành cầm chấn động của quan tài đồng cũng chuyển đến nơi đây nhất thời liền để cho hai người một loại cảm giác ra đầu tê dại. Ta vô tội, ta vô tội, ta vô tội. Lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là người của cả thanh hoa vực nghe được âm thanh này, nhưng rất nhanh thì lan tràn hướng địa vực chung quanh, tiến tới bắt đầu bao trùm toàn bộ thành thiên châu. Vô số sinh tình đều được nghe cái âm thanh này, cảm nhận được oán niệm cực kỳ nồng nặc cùng không cam lòng trong đó. Có rất nhiều cường giả cổ xưa bị thức tỉnh, đồng thời cũng bị gợi lại trí nhớ phủ bụi thật lâu. Đây là Lữ Thành Trúc sao? Nàng không phải là sớm đã ở bên trong thiên tru bỏ mạng à? Lữ Thành Trúc lại sống lại rồi hả? Đây là thủ đoạn dị vực để làm vị ồn bộ trí tôn này sống lại bên trong tình hồng tai kiếp sao? Bây giờ con chẳng qua là điểm báo trước của tình hồng đại kiếp mà thôi. Làm sao sẽ xuất hiện tài vạ lớn như vậy? Bên trong cung điện Mộc Quốc Đô Thành, Huệ Thế đã trở lại bên người của Thôi Hằng hắn nhìn dị tượng đầy trời xa xa nghe tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương kia có chút kinh nghi bất định nói tiền tôn kia hẳn là một nhân vật vượt qua tầng thang trời thứ hai đúng thế tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói quả thật đã ở trên người của ngươi hơn nữa cỗ lực lượng này để cho ta có chút quen quen tự hồ là ngọn nguồn chuyên thưa của ôn hoàng cùng ngụ cảnh giới nói tới chỗ này hắn hơi nghĩ ngợi một chút sau đó còng ngón tay búng ra vô căn cứ ngừng tụ trong một tấm phù lục màu vàng trầm giọng nói vậy thế người cầm pháp chỉ của ta dẫn người này đến gặp ta vâng tiên sinh huệ thế gật đầu nói vâng sau đó liền cáo từ rời đi hướng phía bắc thành thạch hoàng nguyên mà đi nếu có thể nói chuyện chắc hẳn còn cất giữ chút ý thức đi ánh mắt của tôi hằng nhìn về phương bắc một nhân vật rõ ràng cực kỳ cổ xưa như vậy với hắn mà nói có giá trị không thấp có thể nói là một lần thu hoạch không tệ ngoài ý muốn. Mà ở ngay sau khi Huệ Thế rời đi, tôi hằng liền bỗng nhiên rời đi ánh mắt, rơi vào trên người của hai người thăng tuyền cùng từ trương, Đằng hưng mộc quốc đô thành chạy tới, khẽ khẽ cười nói, nếu ta tới tìm như vậy, vậy liền trực tiếp tới đi. Lúc này khoảng cách giữa hai người thăng tuyền, từ trương và mộc quốc đô thành còn có một cự đi không hề nhỏ. Nhưng ngay lúc bọn hắn truyền tâm đi đường, chợt nghe cách âm thanh mang theo mấy phần nụ cười này. Ngay sau đó, hai người cũng cảm giác được ánh sáng chung quanh nhanh chóng thay đổi. Một trận trời đất quay cuồng, bọn họ phát hiện mình lại đã tới trong mộc quốc đô thành. Sau khi nhìn đến Thôi Hằng, bọn họ ngay lập tức liền biết đây chính là vị cao nhân chính mình muốn tìm kia. Vì vậy hai người thăng tuyền cùng tử trương lập tức một bậc cùng kính hành để nói bài kiến tiền bối đã tạ ân cứu mạng của tiền bối kỳ trước phía bắc thành thạch hoang nguyên lúc này quan tài đồng trong huyệt mộ đã ngừng rùng chấn nhưng trong thiên địa như cũ quanh quẩn âm thanh thầy đường cực kỳ kia các loại tâm tình không cam lòng tức giận oán hận tràn ngập ở bên trong trời đất bùi thanh thư cùng lý minh thành chỉ cảm thấy đầu của mình đau như muốn nứt ra não cũng sắp mưa như muốn nổ tung bọn họ chưa bao giờ chính diện chưa qua tinh thần trùng kích cuồng bạo như thế nhưng mà đây còn vẹn vẹn chẳng qua là một chút dư âm cực kỳ nhỏ xíu thôi. Tinh thần trùng kích càng nhiều hơn, đã hướng bốn phường tám hướng lan tràn ra ngoài, nhanh chóng quét trương địa bàn của mình. Ta vô tội. Bỗng nhiên, nâng thêm một tiếng than nhẹ rơi xuống, mang theo mấy phần run rẩy, tình khí thần trùng kích cuồng bạo trong thiên địa lại trực tiếp dừng lại. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Thành tức thì liền cảm giác đầu óc của mình trở nên rõ ràng hơn. Theo bản năng nhìn về phương hướng huyệt mộ Ngày sau đó, ánh mắt của hai người liền dừng lại. Chỉ thấy một nữ tử mặc áo trắng chậm rãi từ trong ngôi huyệt mộ này bay tới. Nàng thân hình gầy gò, lấy tóc che mặt, không thấy rõ mặt mũi, nhưng lại có thể cảm giác khí bệnh nồng nặc tới cực điểm trên người của nàng. Cổ khí bệnh này so với khí bệnh trước kia tràn ngập trong tiền địa, còn muốn mạnh bạo hơn không biết bao nhiêu lần. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Thành chẳng qua là nhìn qua một cái, ngay lập tức nên cảm giác toàn thân mình đau nhức. Hơn nữa, hắn còn cảm giác các nơi trong cơ thể của mình đều bắt đầu thối rữa, ngay cả thần hồn cũng giống như đã bị thứ này ăn mòn vậy. Cả người hoàn toàn đã cứng đơ, động đều không thể động được. Vừa lúc đó, thanh âm như là tiếng chuông vang càng lớn từ chân trời truyền tới. Chính là huệ thế cưỡi mây tới, lập tức lên trở tâm bổ thôi hằng cho hắn kia. Pháp chỉ đến, là sự tôn phái người đến đấy. Bùi Thanh thương ngay lập tức liền nghe được đây là thanh âm của Huệ Thế, tuyệt vọng trong lòng tức thì tiêu tan, trở nên tràn đầy hy vọng. Hắn thấy chỉ cần sư tôn của mình ra tay, dù ta chẳng qua là phái người tới hoặc là cách không làm phép cũng có thể trong nháy mắt giải quyết hết thảy vấn đề. Lý Minh Thành thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn biết rõ mình được cứu rồi. Mà nữ tử quần áo trắng từ bên trong bộ huyệt bay lên đó giống như là cảm thấy uy hiếp trí mạng nào đó một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết cực độ thê lương tràn đầy không cam lòng a à, a à, không không ta vô tội đung, đung. dưới sự chấn động của tiếng kêu thảm thiết này mặt đất cùng núi cao xung quanh đều giống như biến thành dòng chảy lại cuồn cuộn mãnh liệt trong chớp mắt liền long trời lở đất càn rỡ huệ thế chính là hai mắt trừng một cái phụ lực trong lòng bàn tay lập tức bạo phát ra kim sắc thần quang vô cùng sáng ngời chỉ một thoáng thôi kim quang này liền đem đại địa núi cao cuộn trào này bao phủ cũng đều trấn áp tất cả biến hóa khiến cho chúng nó khôi phục bộ dáng của ban đầu cùng lúc đó trăm ngàn đạo thống màu hoàng bỗng dừng ngừng tụ ra trong nháy mắt liền phong tỏa tất cả phương vị hư không chung quanh nữ tử quần áo trắng đem nàng bao vây đại hoàn toàn để cho nàng không có bất kỳ cơ hội hoạt động gì a a a nương theo một tiếng kêu cực độ thảm thiết và thầy lương hơi khói màu xám đen cực kỳ đậm đà từ trên thân thể cô gái mặc áo trắng này toát ra cũng nhanh chóng hội tụ thành dòng lớn cuồn cuộn cố gắng đánh vào những ống khóa phong tỏa này những hơi khói màu xám đen này đều là khí bệnh cực độ đậm đà mạnh hơn so với khí bệnh mới vừa rồi bùi thanh thư cùng lý minh thành gặp phải thậm chí có thể trong nháy mắt để cho một cường giả thiên quan tầng thứ sáu bệnh chết cực kỳ đã khủng bố nhưng mà khi đối diện với mấy ống khóa màu vàng do lực lượng pháp chỉ phù lục ngừng tụ thành. Hơi coi màu xám đen tự như là bồng tuyết rơi vào trên miếng sắt nhiệt độ cực cao. Trong nháy mắt liền bị hòa tan đi, căn bản là không thể tạo thành bất kỳ trùng kích gì. Nghiền ép, đây là nghiền ép triệt triệt để để. Ở bên dưới trăm ngàn ông khóa màu vàng này phong tỏa, cô gái quần áo trắng hiền nhìn không có bất kỳ năng lực chống cự gì. Trong nháy mắt, cô gái quần áo trắng này cũng đã bắt đầu bị trói buộc rồi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cả người của nàng đều bị trói thật chặt, chỉ có đầu còn lộ ra ở bên ngoài. Một tầng lên một tầng hơi khói màu xám đen vô ra trên đỉnh đầu của nàng. Nhưng những hơi khói màu xám đen này khi bay tới cao ba thước trên đỉnh đầu của nàng, ngay lập tức sẽ có một đạo ánh chớp màu vàng bung ra, đem nó hoàn toàn đánh tan đi, căn bản là không cách nào tràn ra ngoài. Lúc này, cô gái mặc áo trắng này vẫn còn hình tượng lấy tóc che mặt. Không có người nào biết dùng màu của nàng ra sao. Đương nhiên cũng không có một ai quan tâm điểm này hết. Sau khi Huệ Thế dùng pháp chỉ phù lục đem cô gái quần áo trắng này trấn áp đi, liền đem cô ta giam cầm ở không trung. Sau đó áp xuống bên người Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Thành. Cả người không xào chứ. Huệ Thế giơ tay lên, bắn ra vô tận đạo lực, xua tan khí thế bên trong cơ thể của hai người. Không việc gì, Bùi Thanh Thư lắc đầu một cái sau đó cười cười nói. Cũng còn may, người tới kịp thời, nếu không thật sự sẽ có chuyện đấy. Xin đa tạ tiền bối. Đi Minh Thành vội vàng tạ ơn nói. Đều là do tiên sinh sắp xếp thôi. Quay thế gật đầu cười nói. Chỉ biết lần này quả thực là ngoài dự đoán của mọi người. Tầm muốn đem cô gái mặc áo trắng này còn có cả toàn bộ huyệt này đều mang về. Các người có tính toán gì không? Được. Bùi Thanh Thư hơi suy nghĩ rồi nói. Tiếp tục dò xét khu vực này đi, mặc dù nữ tử quần áo trắng quỷ dị này đã bị bắt rồi, nhưng tình hồng tài kiếp lại vẫn đang tiếp tục. Chúng ta vẫn là phải xử lý tốt tài kiếp kế tiếp mới được. Ừ, ta cũng là dự định như vậy. Lý Minh Thành cũng gật đầu nói, ý nghĩ của hắn giống như Bùi Thanh Thư. Được rồi, vậy thế gật đầu nghiêm túc nói, vậy các ngươi thoải mái đi làm là được. Tiên sinh bên kia thật ra thì đang chú ý đến các ngươi, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Sau đó hắn liền thi triển đạo lực đem cái mồ huyệt mai táng ở dưới thật sâu này toàn bộ nhiếp ra đem tất cả vào trong một cái túi cản khôn thôi hàng ban cho Đưa từ áo vào trắng kia cũng bị huệ thế cất vào trong túi cản khôn đồng thời mang theo trở lại mộc quốc đô thành trong mộc quốc đô thành trong cung điện thôi hàng đang ở thằng tuyền cùng với từ trương nhìn chằm chằm phương xa nên là chốt mắt nghẹn hỏng trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ thậm chí ngay cả thân thể đều đang khẽ run nội tâm kinh hãi căn bản là không cách nào che giấu. Lại cứ như vậy bị trấn áp, đây chính là viễn cổ thiên đình ôn bộ trí tồn đấy. Tâm bùa kia là cái gì, không khỏi cũng quá mức cường đại đi. Lữ Thành Trúc là cường giả trí tôn vượt qua tầng thang trời thứ hai. Trong cơ thể có bảy tám cái đặc tính thiền bồn, thực lực vang dội cổ kim lại bị trấn áp dễ dàng như vậy. Trong miệng của hai người lầm bẩm nói nhỏ nhỏ, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Đây cảnh giới thực lực của hai người bọn họ đủ để xem tình huống ở khoảng cách xa. Ở trong cung điện này cũng có thể thấy cảnh tượng thành thạch hoàng nguyên phía bắc. Tự nhiên, đều thấy được rõ ràng tình cảnh huệ thế, chân áp cô gái quần áo trắng. Vì vậy, liền bị sợ thành bộ dáng bây giờ. Tiền tiền bối, vị cương giả kia người có biết không? Thăng tuyền không nhìn được nhìn về phía thôi Hằng, hết sức cung kính mà dò hỏi. Từ trường bên cạnh cũng nhìn lại, hy vọng có thể được giải đáp. Bọn họ cũng không biết quan hệ giữa Huệ Thế và Thôi Hằng con tưởng rằng Huệ Thế là một cường giả kinh thiên khác. Điều này để cho trong lòng của bọn họ cực độ khiếp sợ. Đây chính là trí tôn, coi như là trong bất thủ đạo thống cũng là đác đác không có mấy. Xóa mắt toàn bộ thiên giới, tìm khắp 9.000 thiên châu. Cường giả như vậy đều đã phượng màu lần giác. Trong thanh thạch hoàng nguyên nho nhỏ, lại có xuất hiện một vị cường giả trí tôn. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Điều này thật là làm cho người ta khó có thể tin quen biết. Tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, cũng không có vạch trần. Dù sao Huệ Thế rất nhanh sẽ trở về, đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ biết được hết thảy mọi chuyện. Hai người thăng Tuyền và tử trương nghe vậy, tức thì liền hưng phấn hẳn lên. Hai vị cường giả trí tôn này biết nhau, mà từ thái độ của vị trí tôn trước mắt này đến mà xem, hai người có lẽ là bạn tốt, quan hệ cũng không tệ. Thông qua giao lưu ngắn ngủi mới vừa rồi, bọn họ đã cảm thấy tôi hằng là một người vô cùng hiền hòa, thân là bạn thân thôi hằng, vị trí tôn kia chắc hẳn cũng là người rất hiền lành. Đã như vậy, há chẳng phải là ý nghĩa có thể tranh thủ lôi kéo bọn họ thành đồng minh của Vĩnh Hằng Viện, đồng thời hợp lực để ngăn cản di vực tập kích chăng. Nếu như có thể một lần gia tăng hai vị cường giả chí tôn, tuyệt đối là một cỗ trợ lực vô cùng cường đại, nhất định có thể tăng lên rất nhiều tỷ lệ thành công ngăn cản di vực tập kích. Vừa lúc đó, chân trời bay tới một đóa tường vân màu vàng huệ thế đã đạp mây bay trở về thang tuyền và từ trường thấy vậy liền muốn tiến lên đi qua hành lễ nhưng còn chưa chờ hai người hành động huệ thế cũng đã đáp xuống ác mây đi tới trước mặt tôi hằng một mực cung kính quỳ xuống hai tay dâng lên túi càn khôn tiên sinh tà phật làm loạn đã bị trấn áp lùng bắt một màn này ở trong mắt của thang tuyền và từ trương tức thì liền để cho hai người dưỡng giờ ngay tại chỗ cả người đều cứng lại vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn huệ thế lại chăm chăm nhìn về thôi hằng tình huống gì thế này quan hệ giữa hai người này không phải là bạn tốt sao vị gần giả trấn áp ôn bộ trí tôn lữ thanh trúc này lại tỏ thái độ là người hầu vô cùng nhún nhường vô cùng cung thuận dạng cảnh giới gì dạng thực lực gì mới có thể làm cho một vị trí tôn làm ra biểu hiện như vậy trong ánh mắt thăng tuyền và từ trương nhìn về phía tôi hằng tràn đầy vẻ khiếp sợ vị thôi tiên sinh này đem bọn họ cách không rời tới đây đến tột cùng là một vị tồn tại dạng gì rốt cuộc là cường đại đến mức nào chẳng lẽ là một vị tồn tại tối cao vượt qua tầng thang trời thứ ba sao hôm nay thiên giới có cường giả loại này sao thôi hàng không để ý tới phản ứng của hai người thang tuyền và tử trương hắn nhận lấy túi càn khôn nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói làm cũng là không tệ sau đó hắn liền đem túi càn khôn mở ra nhẹ nhàng rung lên khi bệnh cực độ nồng đậm trong nháy mắt liền bạo phát ra hơi có màu xám đen giống như nước sông chảy băng băng từ trong túi càn khôn mãnh liệt mà ra tiền bối không thể tiền bối cẩn thận thăng tuyền cùng từ trương nhất thời kinh hồ lên mặt như màu vàng đất bọn họ đều vô cùng rõ ràng khi bệnh của ôn bộ trí tôn cường đại đến mức nào nếu như để cho nó trực tiếp bộc phát ra nhất định là phải sinh linh đổ thán tử vong vô số song bọn họ rất nhanh thì phát hiện Luôn khí bệnh đậm đà này mặc dù mãnh liệt tuôn ra nhưng cũng không có lan tràn khắp nơi không gian vuông vức chung quanh túi càn khôn phẳng phất là bị kéo dài vô tận bất luận hơi khói màu xám đen này mãnh liệt như thế nào đều không cách nào khuếch tán đến ba thức bên ngoài không gian thiên giới biết bao nhiêu vững chắc coi như là trí tôn vượt qua tầng thang trời thứ hai đều không cách nào đối với không gian nơi này tùy ý nắn bóp nhưng ở trước mặt thôi hằng không gian nơi đây cùng nhân gian cũng không khác biệt gì, vẫn là có thể dễ dàng thảo túng. Điều này cũng làm cho trong lòng của hai người thăng tuyền và từ trương, lần nữa dâng lên sóng gió kinh hoàng. Thôi hàng triển hiện ra, cái này so với cái kia càng cường đại, càng ngày càng vượt qua phạm vi tưởng tượng của bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được khiếp sợ trong mắt của đối phương. Nếu như không phải, là biết thiên đình chi chủ còn bị phong ấn, bọn họ đều phải hoài nghi, đứng ở trước mặt mình, có phải hay không không là vị viễn cổ thiền đình chi chủ kia. Nương theo hơi khói màu xám đen từ trong túi càn khôn hiện ra, một cái cung điện bộ địa cỡ nhỏ cũng từ bên trong bay ra. Đây thật ra là một dãy cung điện to lớn, hoàn toàn là hình dạng và cấu tạo của cung điện thiên quan ôn bộ trước đây. Điều này cũng tiến một bước xác định thân phận của chủ nhân ngôi mộ, hẳn chính là thiên đình ôn bộ trí tồn trước đây. Bây giờ, ở dưới ảnh hưởng của túi càn khôn, cái dãy cung điện mộ thất to lớn này thu nhỏ tỷ lệ lại ở giữa tất vùng này, vẫn còn có thể thấy rõ ràng chỗ tình mỹ tỉ mỉ trong đó. Có thể thấy ban đầu sau khi thiên đình tri chủ sửa lại án xử sai cho ôn bộ trí tôn, đối với tàng lễ của nàng cũng cực kỳ để tâm, không xem nhận chút nào, cũng không chỉ là làm ra vẻ. Đi ra đi. Tôi hằng bỗng nhiên mở miệng nói. Ngày sau đó chỉ thấy bên trong một đoàn hơi khói màu xám đen này sang lên ánh sáng màu đỏ thắm. Một thân ảnh gầy gò, mỏng manh, từ bên trong bay ra vẫn là mái tóc dài che mặt không thấy rõ mặt mũi chính là đứa tử quần áo trắng lúc trước từ trong quan tài đồng bay ra ngoài kia thăng tuyền và từ trương thấy vậy nhất thời mặt lộ vẻ cảnh giác toàn thân đều theo đó căng thẳng hẳn lên chẳng qua bọn họ rất nhanh thì phát hiện tình huống cô gái quần áo trắng này dường như khác với lúc ban đầu không có cái cỗ khí thức cuồng bạo và hỗn loạn kia nữa chỉ có vô tận đau thương cùng bi thương thôi Cô gái quần áo trắng không nói gì, chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó. Thôi Hằng nhìn chăm chú nàng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, dường như có thể nhìn thấu hết thảy của cô gái mặc quần áo trắng này. Sau một hồi lâu mới trầm giọng hỏi, người là ai? Ta, ta, ta là... Cô gái quần áo trắng lẩm bẩm nói nhỏ, từ hồ có hơi chần chừ. Nàng gãi gãi mái tóc của mình, giống như đang nhớ lại cái gì đó. Ta, ta là ai? Nàng chậm rãi ngồi trồm hổm xuống, thân thể mỏng manh gầy nhỏ kẽ run lên âm thanh cũng dần dần trở nên thầm thấp ta ta là ôn bộ lữ thanh trúc cả à? không ta không phải ta là đạo nhất tùng lâm thanh trúc cả à? lâm thanh trúc cả à? sau khi tôi hằng nghe được cái tên này liền nhíu mày hắn nghĩ tới cảnh tượng mình từng gặp phải trong tòa quân thiên cung ở minh hải tinh kia cái bàn thờ thần đặt đầy linh vị kia trong đó có một cái linh vị tiền viết mộ ái thê lâm thanh trúc đây là thê tử của chu quân thiên ở thời kỳ đạo nhất tông ư. Tại sao sẽ ở thiên giới chứ? Hang tuyển cùng từ trương bên cạnh cũng ngây ngẩn cả ra. Đây không phải là viễn cổ thiên đình ôn bộ trí tôn sao? Thế nào? Thành cái gọi là đạo nhất tông lầm thành trúc. Đạo nhất tông là thế được gì? Và lúc này cô gái quần áo trắng tự xưng lầm thành trúc lại lâm vào một loại trạng thái gần như điên, điên cuồng rồi. Nàng nắm tóc của mình xoa xoa nắn đắn rối loạn. Bỗng nhiên đột nhiên đứng dậy toàn thân lần nữa toát ra hơi khói xám đen đặc đậm đà liền muốn sông lên trời như là muốn chạy khỏi nơi đây xa cách nơi đây nhưng mà nàng mới vừa rời đi mặt đất ông khóa màu vàng vốn đã cởi ra lại một lần nữa từ hư vô xuất hiện đem nàng trói chặt lại cầm cố tất cả hành động của nàng bình tĩnh chờ có nóng giọng nói ôn hòa của thôi hằng vang lên ông khóa màu vàng tiêu tán theo nhưng cô gái quần áo trắng cũng không lại có tiếp tục chạy trốn chỉ có người ngẩn đứng ở nơi đó không nhúc nhích tiền sinh, tình trạng của nàng có chút cổ quái. Vậy thế ở bên lại nói, lục trưng khi dùng pháp chỉ của ngài đưa nàng trấn áp, ta lại hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ sức mạnh thần hồn gì, nhưng nàng vẫn là có thể hành động được, có thể nói chuyện được. Nàng đích xác là không có thần hồn. tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đi tới trước người cô gái áo trắng kia, dùng thanh âm trầm thấp mà nói, chớ có hoảng sợ, chúng ta không có ý tổn thương người đâu, cũng không có ý hại người đâu thanh âm của hắn dường như tràn đầy mị lực, ăn chứa sức cảm hóa cực kỳ mạnh mẽ, coi như là đá tảng không có sức sống đều có thể bị thanh âm này gây cho xúc động, tự cảm thành linh. Cô gái quần áo trắng rõ ràng cũng nhận được ảnh hưởng của thanh âm này, năng dần dần trở nên bình tĩnh, toàn bộ sóng sức mạnh trên người cũng theo đó gần như vững vàng. Ta, ta vô tội mà. Cô gái quần áo trắng bỗng nhiên lại lên tiếng, trong thanh âm bớt đi tâm tình điên cuồng cùng không cam lòng càng nhiều hơn chính là ẩn chứa ủy khuất cùng mê mang nồng nặc. Lần này Thôi Hằng cũng không trả lời nàng, mà là giơ tay lên, chậm rãi ven nền tóc che lớp gương mặt của nàng, để cho ánh mắt của nàng lần nữa thấy mặt trời. Cô gái quần áo trắng vốn tóc dài che mặt, rốt cuộc lộ ra diện mạo thật. Đây là một gương mặt không chút huyết sắc nào, còn có mấy phần cứng ngắc trắng bệch, nhưng cũng quan hệ cực kỳ tinh xảo, mặt mình điều hòa, đường cong nhu hòa, phảng phất là một tuyệt đại giai nhân sinh trưởng ở vùng sông nước Giang Nam. Chỉ có điều, bên trên gương mặt tuyệt mỹ lại không có một chút xíu sinh cờ, cũng không có điểm điểm sức sống. Hơn nữa, ánh mắt của nàng mặc dù mở ra, nhưng không có chút thần thái nào, ảm đạm vô quang, trống trẫm cực kỳ, giống như là con người của người chết không nhắm mắt. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thể nhìn một chút, sẽ biết đây nhất định là một người đã chết, là một bộ thi thể. Nếu như đặt ở trước mặt người bình thường, chỉ với bộ sáng này, cũng có thể khiến cho người ta bị dọa đến sợ hết hồn vì phách tán. Thôi hằng chính là ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng ta. Sau khi hơi quan sát, nhẹ nhàng vuốt cảm đói. Không chỉ là không có thần hồn, ngay cả chân linh trụ cột nhất đều không có ở đây. Nàng bây giờ chẳng qua là một bộ thần giác nhục thân. Chỉ có điều bộ thân xác này trải qua bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng đã xảy ra chút dị biến. Thanh tử thi có thể hoạt động độc lập, như là trạng thái không phải sống cũng không phải chết có lẽ cũng có thể bị gọi là cương thi. Cương thi sao? Vậy thế nghe vậy kinh ngạc nói. Tiền sinh, loại cương giả tầng thứ này ở sau khi chết lại cũng sẽ hóa thành cương thi sao? Bình thường mà nói, nhân tiền sau khi chết là có thể nhục thân bất hủ. Cho dù sau khi chết thời gian rất lâu, cũng chỉ sẽ là hóa thành bụi đất, sẽ không bị dị hóa thành cương thi. Dưới tình huống bình thường sẽ không đâu. Thôi hằng khẽ gật đầu một cái rồi nói nhưng trong trong bộ huyệt mai táng nàng ấy kia chất đống rất nhiều kết tinh ẩn chứa lực lượng dị vực những thứ lực lượng dị vực này có hiệu quả có thể dị hóa sinh linh để cho người chết trở thành bình khí đem nhiều kết tinh dị vực như vậy chất đống ở trong bộ vô cùng có khả năng chính là vì để cho thi thể của nàng trở thành cương thi tiền bối chuyện này không có khả năng lắm đâu thăng tuyền đứng ở một bên không nhìn được nói ban đầu sau khi ôn bộ trí tôn vì thiên đình chi chủ sửa lại án sử sai Tự tay an táng Làm sao sẽ muốn đem thi thể của năng Phát triển thành cương thi chứ Tại sao lại không chứ Thôi Hằng hỏi ngược lại Đó là thiên đình chi chủ mà Thăng Tuyên theo bản năng trả lời Nhưng rất nhanh Hắn liền phát hiện Mình dường như lâm vào Một cách lầm lẫn nào đó Đó chính đã cho rằng Thiên đình chi chủ Chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho thiên giới Cũng sẽ không vô cớ suy yếu lực lượng của thiên giới Nghĩ tới đây hắn vội vàng hướng thôi hằng bồi tội hành lễ nói thưa tiền bối mới vừa rồi là ta nghĩ lầm rồi cho dù là thiên đình chi chủ cũng chưa chắc cái gì cũng có thể cân nhắc chu toàn nếu quả như điều gì cũng có thể cân nhắc chu toàn thiên giới phòng trừng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ vậy đúng thế thôi hằng nhẹ nhàng vuốt cảm nói bố tri mồ huyệt ban đầu xuất phát từ loại mục đích nào đã không biết được nhưng thi thể của nàng trở thành cương thi theo lý ta cũng những tinh thạch ẩn chứa lực lượng gì vật kia có liên quan. Nói tới chỗ này, hắn lại nhìn về phía nữ tử quần áo trắng kia trầm giọng hỏi. Người còn nhớ hay không, mình từng trải qua cái gì, vì sao lại biến thành bộ dáng như bây giờ? Đối với nàng có thể hay không trả lời những vấn đề này, thôi hằng cũng không đắm chắc được. Dù sao cô gái mặc áo trắng này bây giờ đã là trạng thái cương thi, thần hồn cùng chân linh trong cơ thể của nàng đã sớm không biết tùng tích. Bây giờ mơ hồ, ý thức vẹn vẹn, chẳng qua là năng lực cảm nhận đặc hữu của thân thể cương thi thôi. Thông qua vết tích thân thể, cùng với cảm ứng yếu ớt đối với tình huống thần hồn của chính mình trong chỗ u minh, năng quả thần có thể lấy được một bộ phận tin tức lúc chính mình còn sống. Nhưng số lượng lấy được là cực kỳ có hạn. Thậm chí có khả năng thần chỉ đủ nói một hai cái tên. Sau khi nghe được câu hỏi của tôi hằng, cô gái quần áo trắng lại đứng tại chỗ sừng sốt rất lâu. Giống như là đang dốc hết toàn lực mà suy nghĩ. Qua thời gian không ngắn sau đó, nàng mới chậm rãi mở miệng, thấp giọng đi non nói. Cường giả chưa thiên hạ xuống, tàn sát đạo nhất tông, ta bị vụ oan, ta vô tội, ta không có sai. Vẫn là đầu mối mờ hồ không rõ gì hết. Xem cái bộ dạng này, nếu quả thật như muốn ở trên người của nàng tìm tới điểm tin tức đột phá, vẫn là để cho nàng khôi phục càng nhiều trí nhớ hơn mới được. Thôi hằng thầm nghĩ trong lòng, tốt nhất là có thể tìm được thần hồn của nàng hoặc là mang theo nàng đi trong quân thiên cung ở minh hải tinh tìm một chuyến xem đây đó có thể hay không để cho nàng nhớ lại càng nhiều tin tức hơn nghĩ tới đây hắn liền nói với huệ thế Người đi tìm nam huân về đây để cho nàng trước tiên hầu ở bên người của người này thời thời khắc khắc nhìn chăm chú biến hóa tình huống của nàng ta vâng ạ à. huệ thế nghe vậy lập tức cáo từ rời đi đi hoàng thiên giáo tìm trịnh nam huân ngồi xuống trước đá rồi nói. Thôi Hằng nhìn về phía nữ tử quần áo trắng kia, thành âm ôn hòa mà nói một câu. Loại âm thanh giàu sức cảm hóa này có thể để cho cô gái quần áo trắng nghe theo mà hành động. Nàng sau khi nghe thấy, liền ở bên cạnh tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Lặng đặng ngồi yên ở đó, cúi đầu không lên tiếng, nhìn vô cùng nhu thuận. Hai vị này tới đây có chuyện gì? Thôi Hằng lại nhìn về phía thăng tuyền và từ trương ở bên cạnh. Hai vị tu vi là không thấp, chắc hẳn không phải là vô sự bản tới đây chứ. Lúc trước Thăng Tuyền và Tử Trương đã hướng Thôi Hằng tự giới thiệu về mình, nói rõ mình là đệ tử của Vĩnh Hằng Viện. Chỉ có điều chưa có kịp nói rõ ý đồ của mình đến đây, liền thấy dị tượng huệ thế cầm pháp chỉ của Thôi Hằng, trận áp cô gái quần áo trắng, cực độ khiếp sợ, khiến cho tâm thần bọn họ rung động, thì càng quên nói rõ tình huống. Lúc này Thôi Hằng đột nhiên hỏi tới, hai người cúc này mới tỉnh hồn lại. Thang Tuyền vội vàng hành lễ cùng kính nói: "Hội bẩm tiền bối, chúng ta đang nghe nói trưởng sinh Thần Sơn bị cao nhân tiêu diệt, muốn tới mời vị cao nhân này đi vĩnh hằng điện một chuyến, đồng thời là cùng bàn đại kế ngăn cản dị vực, không nghĩ tới trực tiếp gặp được tiền bối ngài." "Ồ." tôi Hằng vừa nghe vậy thì mỉm cười mà nói: "Các ngươi dự định làm sao ngăn cản dị vực đây?" Chuyện này, Thang Tuyền nhất thời lộ vẻ do dự. Hắn nhìn một chút từ trường bên cạnh Thầy đối phương cũng ra vẻ do xử liền hạ thấp tư thái chấp thành đói. Còn xin tiền bối thứ tội, chuyện này can hệ trọng đại lắm, chúng ta cũng không tiện trực tiếp tiết lộ đâu. Chuyện các bất hủ đạo thống như Vĩnh Hằng Viện dự định hợp lực cởi ra phong ấn của thiên đình tri chủ là chuyện tối cờ mật, cũng đã át chủ bài ngăn cản di vực. Cho dù là ở bên trong bất hủ đạo thống, cũng chỉ có người vượt qua tầng thăng trời thứ nhất mới có thể biết được. Thân là đệ tử Vĩnh Hằng Viện, bọn họ từ trước đến giờ tuân thủ nghiêm ngặt chức trách cùng quy củ sẽ dốc hết sức vì tông môn che giấu bí mật cần che giấu nếu các bạn thấy câu chuyện này hay đừng quên bấm like đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé tuấn anh xin chân thành cảm ơn